Ôi, Brian dễ thương quá. Nè, cậu có muốn selfie với tớ không? Hay, chụp với nhỏ đó làm gì, chụp với tớ đi. Này nè, tớ đến trước nhé. Tớ không thuộc về ai cả mấy cậu ơi. Wow, chuyện gì xảy ra với tay tớ thế này? Ôi trời, tay tớ nữa nè. Chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Để xem cậu ấy xử lý với phép thuật đất ra sao. Kể đầu mọc tùm lum vậy. Thích chơi thì đây sẽ chiều. Này thôi, chắc tớ phán chắc khỏi làm phiền các cậu. Báo thức gieo sao? Chắc mình phải dậy thôi. Ngủ dậy khỏe cả người. Quả súng này đáng yêu quá. Tóc tai chán quá, phải chăm sóc chút thôi. Chứ thế này không ổn rồi. Sẽ không dùng phép thuật nhất của mình chứ. Dễ thương hơn nhiều rồi nè. Mà trang phục cũng đáng yêu nữa. Tốt lắm, phép thuật nước. Bắt đầu ngày mới tươi vui thôi. Xà nước thế nhỏ. Thôi kệ, không sao đâu. Đã nói với lũ chim là đừng mang hạt giống tới nữa mà. Đến giờ dậy rồi á? Tắt báo thức đi, kêu đau đầu quá. Ước gì mình có thể ngủ tiếp. Mình vừa tạo một đống lộn xộn thế kia. May mà mình có sức mạnh không khí. Gió ơi, nổi lên, làm phép đi. Ôi, thấy dễ thương ghê, dễ ợt luôn đó. Đi học nào. Mình ghét báo thức. Hay là cứ kệ nó đi. Không, vẫn cứ in tai nhức óc. Được rồi, đủ rồi đấy. Chắc là mình buộc phải ra khỏi cha nấm thôi. Ước gì ngày nào cũng là ngày ngủ. Một đống lửa. Quá là ấm áp, dễ chịu nè. Sao tóc tai rối bù vậy trời. Phải tạo kiểu mới chút cho xinh nè. Phép thuật lửa đúng là kỳ diệu. Chúng mình xinh cả lái xinh. Mọi người chừng sẽ phải trầm trồ cho mà xem. Nắng ngấm vào phòng. Nắng chói chang đánh thức mình. Lãng mạn quá. Cảm ơn cây vì giữ ấm cho ta nhé. Ra ngoài tắm nắng thôi. Mình không thể mặc thế này đến trường được. Phép thuật đất sẽ khắc phục vấn đề. Xong, trang phục tự nhiên và dễ làm. Chải tóc nhanh để còn đi học nào. Hoa dễ thương xỉu luôn nè. Hoàn hảo, mình đã sẵn sàng cho một ngày dài. Có ba lô đây rồi, đi học thôi. Ngày chụp hình ở trường sẽ rất tuyệt. Em có chắc muốn để lộ vai không? Chà thì thôi vậy. Ổn hơn rồi, cười nào. Hay là mình kéo váy lên một xíu thôi. Chị nghĩ là ảnh này không ổn đâu. Như thế này hở nhiều chân quá, không hợp với ảnh ở trường. Được thôi. Tốt, thêm vài bước nữa thôi. Mình có cách hay rồi đây. Wow, sao tự nhiên ấm quá vậy? Chị ấy nóng chị kìa. Nhiệt độ chắc chắn đang tăng cao. Được rồi, chụp nhanh cho xong đi để ra ngoài cho mát. Chuyện không cần chỉnh. Váy kéo lên, lộ vai trần. Những bức ảnh đẹp nhất ở trường đó. Trang phục của em đẹp quá. Chờ chút, chị nghe máy đã. Chỉ một chút thôi, chị xong ngay. Chỉnh lại tóc tai xíu trong khi chờ vậy. Mình muốn ảnh của mình phải thật lung linh. Thêm hoa nè. Dùng phép thuật đất diệu kỳ nào.
thiệt. Ừ, chị ấy về. Xin lỗi Cương nha. Được rồi, em sẵn sàng chưa? Hả? Hoa ở đâu mà quá trời vậy ta? Đầy ống kính của mình này. Em có biết có chuyện gì không? Không ạ. Hai, em sẵn sàng chụp hình rồi. Tốt lắm, ảnh dễ thương lắm nè. Em muốn hơn cả dễ thương cơ. Đợi em một chút nha. Dùng phép thuật nước để tạo nét chấm phá cho bức ảnh. Chuẩn rồi đó. Wow, tuyệt vời, cho chị chụp lại nhé. Vâng, để em tạo dáng đã. Chuyển rồi, ảnh của em sẽ nổi bật nhất luôn. Chào em, ngồi xuống nào. Để em tìm tư thế thoải mái đã nhé. Dạ chị ơi, em sẵn sàng rồi. Ơ, khoan khoan, em đổi rồi. Em muốn chuẩn bị một chút. Dáng này sao ạ? Ờ, không. Hay thế này. Ờ, có vẻ chúng ta sẽ phải ở đây hơi bị lâu ấy nhỉ. Đúng rồi, mình có phép thuật không khí. Gió sẽ cho mình những tấm hình lung linh. Chuẩn luôn, hiệu ứng gió quá tuyệt. Em sẵn sàng chưa? Được rồi, tốt, cười nào. Ảnh đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Cả lớp, bắt đầu làm bài đi nào. Ước gì mình học chăm chỉ hơn. Này, Lửa, cậu có biết đáp án không? Cậu nghĩ gì vậy? Phải có cách gì để làm bài chứ? À, biết rồi. Chuẩn, không khí lạnh đã đóng băng cô. Mau mau tranh thủ tìm đáp án nào. Wow, thông minh ghê. Chắc chắn tôi sẽ được điểm 10 chất lượng. Này, cậu xong chưa? Rồi. Sưởi ấm cô giáo một chút nào. Hả? Sao mình thấy kỳ kỳ vậy nhở? Cất điện thoại mau. Hết giờ rồi, nộp bài đi các em. Tôi chết, muốn hát hơi quá. Hachu. Bài của mình không. Ôi kìa, để tôi giúp. Các em đang làm gì vậy? Có khi vẫn được chấm điểm đấy ạ. Cả lớp, bắt đầu làm bài đi nào. Ồ, trông khó nhắn luôn ấy. Phải làm gì bây giờ? Cô không nhìn, cơ hội của mình đây rồi. Tìm câu trả lời nhanh không cô bắt được thì toi. Ôi trời đất, con bé gian lận sao? Đất, đặt điện thoại xuống ngay cho cô. Mang lên đây và đặt lên bàn của cô ngay. Vâng thưa cô, em xin lỗi ạ. Giờ sao đây? Liều thật đấy, dám xem vào ngay trước mặt mình. Ồ, cô quay lưng lại kìa. Điện thoại của mình ở ngay kia, không bị giám sát. Phép thuật đất, tiến lên. Đi tiếp đi, cây ơi. Chuẩn đấy, lấy điện thoại đi. Giờ mang về cho chị nào. Hoàn hảo, thế là ngon. Lên đây nào, điện thoại về với chị nào. Tuyệt, thành công rồi, đã có em trong tay. Mau tìm câu trả lời. Hết giờ, giấu điện thoại đi thôi. Cả lớp, nộp bài kiểm tra cho cô nào. Đất, không khí, nước, lửa. Bạn muốn có sức mạnh nào? Cho chúng tớ biết trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.